Thời gian qua, tình trạng thanh thiếu niên vi phạm luật giao thông trên địa bàn huyện Phù Cử có diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Theo thống kê của Công an huyện Phù Cử, từ đầu năm 2024 đến nay, đội cảnh sát giao thông huyện đã xử phạt gần 430 trường hợp vi phạm giao thông, trong đó có khoảng 100 trường hợp vi phạm của học sinh thanh thiếu niên. Đây là những học sinh đang học tại các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn huyện. Những lỗi thường thấy của thanh thiếu niên đó là không đội mũ bảo hiểm lái xe khi chưa đủ tuổi theo quy định, lái xe vượt quá tốc độ, đèo quá số người quy định. Hướng dẫn tổ chức cho các nhà trường, phụ huynh học sinh, cán bộ giáo viên, nhân viên ký cam kết chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Ngoài ra, thực hiện kế hoạch của Công an huyện Phù Cử, đội cảnh sát giao thông đã tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm của học sinh, nhất là những vi phạm có nguy cơ gây tai nạn giao thông. Công tác tuyên truyền giáo dục sát sao từ phía nhà trường và các bậc phụ huynh học sinh là rất cần thiết. Hành vi vi phạm luật giao thông của thanh thiếu niên đã dẫn đến nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng. Qua đó, cần có sự phối hợp chặt chẽ từ gia đình, nhà trường và lực lượng chức năng trong việc giáo dục các em chấp hành luật giao thông khi tham gia giao thông trên đường.